Kính thưa quý vị, nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học tiếng Việt, đài Little Sài Gòn TV hân hoan giới thiệu sự trở lại của chương trình Thế hệ trẻ Young Generation với Sophie Bảo Trân. Các em có thể gọi vào live để hát, đọc thơ hay gửi lời chúc cho gia đình để nhận được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ Young Generation chỉ có trên đài Little Sài Gòn TV. Sophie Bảo Trân xin kính chào quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV đến với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Thưa quý vị, chương trình này nhằm mục đích khuyến khích cho các em học về tiếng Việt cũng như là văn hóa Việt Nam, và học đánh vần và học nói tiếng Việt cũng như là song ngữ luôn. Và thưa quý vị, chương trình này được phát hàng tuần vào chiều thứ ba 4 giờ rưỡi ngay trước giờ tin tức. Và mỗi tuần là sẽ có mỗi khác, có những tuần Bảo Trân sẽ cho các em thiếu nhi gọi vô đài. Nhưng mà hôm nay Bảo Trân xin dành thời gian để chiếu những video cho các em thiếu nhi học nói tiếng Việt, học đọc cũng như là học một chút về văn hóa tiếng Việt. Đầu tiên hôm nay Bảo Trân đã soạn ra một cái video, một cái câu chuyện mang tên là Ngôi nhà tránh rét. Xin mời các em thiếu nhi cũng như là quý vị xem video clip này. Và các em, khi mà các em xem cái phần này á, thì các em thì theo trình độ. Có những em còn nhỏ quá thì các em hãy ngồi lắng nghe thôi. Nhưng mà trong cái video này cũng có những cái chữ ra luôn, giống như là karaoke vậy đó. Nhưng mà thay vì là karaoke, đây là giống như là các em tập đọc. Cho nên là các em có thể một là đọc theo, hai là mình chỉ nhìn vô cái chữ đó để mình biết nó đánh vần như thế nào. Ok, mời quý vị xem câu chuyện Ngôi nhà tránh rét. Ngôi nhà tránh rét. Trong một khu rừng nọ, có trâu, cừu, lợn, mèo và gà cùng chung sống. Mùa hè thời tiết thật là đẹp, trâu và cừu ăn cỏ, mèo bắt chuột, gà tìm cách hạt cây, còn lợn thì kiếm tất quả cây ruộng. Mùa hè trôi qua, thấm thoát đến cuối thu, trời bắt đầu lạnh. Trâu nói với cừu: Bạn cừu ơi, chúng ta cùng xây ngôi nhà để tránh rét đi. Tôi sẽ mang những cây gỗ về đẽo thành cột, còn bạn sẽ tách cây gỗ ra thành những tấm ván. Được, tôi đồng ý. Trâu và cừu nói với lợn: Bạn lợn ơi, hãy cùng chúng tôi xây nhà để tránh rét đi. Chúng tôi sẽ đem những cây gỗ làm cột và ván. Bạn sẽ nhào đất sét và đắp lò để làm những viên gạch. Được được, tôi đồng ý. Trâu, cừu và lợn nói với gà và mèo: Bạn gà và bạn mèo thân mến, hãy cùng chúng tôi xây ngôi nhà tránh rét đi. Chúng tôi sẽ mang những cây gỗ làm thành cột và ván, nhào đất sét và đắp lò để làm gạch. Còn các bạn sẽ lấy rêu trét tuồng. Được, chúng tôi đồng ý. Các bạn đi vào rừng, chọn một chỗ khô ráo, mang những cây gỗ đến làm thành cột và những tấm ván, đóng gạch, bắt đầu dựng nhà. Khi ngôi nhà gỗ đã dựng xong, các bạn chuẩn bị thức ăn dự trữ và củi khô để sưởi ấm trong mùa đông. Mùa đông giá rét đã đến, gió lạnh thổi ào ào ngoài rừng, nhưng các bạn ở trong nhà vẫn cảm thấy ấm áp. Trâu và cừu ngủ trên nền nhà, lợn chui dưới hầm, mèo thì trèo lên bếp, con gà thì đậu trên sàn nhà. Một buổi tối, có bầy chó sói đi ngang qua ngôi nhà. Chúng định đuổi chủ nhà đi để vào nhà tránh rét. Còn chó sói đầu đàn hung hăng nói: Hãy đợi tao đây, tao sẽ vào trước xem sao. Rồi con chó sói mở cửa vào và đi thẳng đến chỗ cừu. Trông thấy chó sói, cừu liền kêu to lên: Gà nhìn thấy chó sói liền bay ra khỏi xà nhà và vỗ cánh. Mèo cũng nhảy ra khỏi bếp và gào to lên: Trâu xông tới hút sừng vào sừng chó sói và kêu. Còn lợn nghe thấy tiếng ồn chui ra khỏi hầm và cũng kêu. Con chó sói sợ quá,
lao ra khỏi nhà và gọi cả bầy chạy biến vào rừng. Còn trâu, cừu, mèo, gà và lợn cùng nói cười vui vẻ vì đã cùng đoàn kết đuổi được bầy chó sói hung ác. Các bạn trong câu chuyện này đã biết thương yêu, hòa thuận và cùng hợp tác giúp đỡ nhau sống chung trong một ngôi nhà. Thế mới biết đoàn kết là sức mạnh. Vừa rồi là câu chuyện ngôi nhà tránh rét. Và bài học của các em học qua câu chuyện này là gì? Bài học là đoàn kết là sức mạnh. Các em thiếu nhi thấy trong câu chuyện này là có con chó sói. Nó rất là hung dữ và nó lại đến và muốn lấy đi cái ngôi nhà của các thú vật này. Thì các em biết nè, nếu mà một mình con gà lại đấu với con sói thì ai sẽ thắng? Hay là một mình con lợn, con heo lại đấu với con chó sói thì ai sẽ thắng? Nhưng mà vì cả năm con thú vật này lại đoàn kết với nhau cho nên là mới đuổi đi chó sói mới được. Thêm vào đó, các em cũng học được rằng là khi mà mình giúp đỡ lẫn nhau, mình phải nhớ đoàn kết và mình cùng mỗi người chia công việc với nhau thì mình mới xây được một con nhà rất là lớn, căn nhà rất là lớn để cho những lúc mà mình cần thiết cái ngôi nhà đó thì mình có cùng sử dụng chung được. Thì chẳng hạn như là cái câu chuyện này nhắc nhở cho các em thiếu nhi là chẳng hạn là trong nhà các em có đông đủ nhiều anh chị em thì mỗi người giúp nhau từng việc, chẳng hạn như là một người rửa chén nè, một người giặt đồ nè, một người lau nhà nè, chứ để một mình một người làm hết thì làm không nổi, đúng không? Cho nên là mỗi người chia việc ra và mình làm rất là nhanh, rất là dễ và mọi người sẽ rất là vui vẻ. Đồng thời các em cũng học trong cái ví dụ của con chó sói lại đến và muốn giành căn nhà đó, thì các em cũng có thể học hỏi về vấn đề như là chẳng hạn như là khi mà các em đi học nè, rồi cô giáo lại cho một cái bài việc cho nguyên nhóm làm, thì trong nhóm đó mọi người đều chung tay mình giúp đỡ lẫn nhau và mọi người làm công việc, chia công việc ra để làm bài của mình. Nhưng mà nếu mà bạn là một người mà không chịu giúp mà chỉ tối ngày là muốn đi chỗ khác đi chơi hoặc là đi ăn hiếp những người khác, và cuối ngày khi mà sắp nộp bài mà các em mà trở lại giống như là con chó sói vậy đó, mà không có giúp gì hết nhưng mà đòi vô nhà hay là đòi được nộp bài chung á, thì có thể là các bạn của mình sẽ không thích điều đó và sẽ đuổi mình ra. Cho nên là các em hãy nhớ là khi mà các em đi họp hoặc là ở nhà hay là đi nhà thờ, đi chùa, khi mà các em làm công việc gì á, thì mình hãy góp tay vào để mình làm, để cho mình có thể thành công hơn. Thì một lần nữa, đoàn kết là sức mạnh. Ở trong cái câu chuyện này thì Bảo Trân thấy rằng là có những thú vật mà các em có thể là vì thấy hình ảnh thì các em biết con này là con gì rồi. Nhưng mà bây giờ chị Bảo Trân sẽ đố các em thiếu nhi nha. Các em thiếu nhi đang ngồi ở nhà thì hãy hét lên nếu mà các em biết câu trả lời. Bây giờ chị đố các em nha. Trong câu chuyện này, con heo hay là con lợn nói tiếng Anh là gì? Con heo hay là con lợn nói tiếng Anh là? Các em trả lời đi. Rồi 1, 2, 3 là pig. Pig tiếng Việt là heo hoặc là lợn. Đó. Rồi kế tiếp là trong cái câu chuyện này là có con mèo. Con mèo nó kêu meo meo ha. Thì con mèo này thì nói tiếng Anh là gì? Làm sao mình nói mèo bằng tiếng Anh? Các em có biết không? Các em trả lời đi. 1, 2, 3. Đúng rồi, đó là cat. Cat. Mèo. Cat. Ok. Kế tiếp nha. Rồi trong câu chuyện này có con trâu. Và con trâu nó lại dùng cái sừng của nó húp con chó sói để con chó sói nó chạy đi. Vậy thì các em có biết con trâu nói tiếng Anh là gì không? Con trâu nói tiếng Anh là
Buffalo. Buffalo hoặc là có thể nói là ox. Buffalo hoặc là ox. À, còn ba câu đố nữa nha. Ok rồi, con gà nói tiếng Anh là gì? 1, 2, 3. Chicken. Đúng rồi. Còn hai câu đố nữa. Và con cừu. Con cừu nó kêu bê bê. Tiếng Anh là gì? Là sheep. Sheep. Và câu hỏi cuối cùng là chó sói. Chó sói nói tiếng Anh là gì? Là wolf. Đúng rồi, các em rất là giỏi, hoan hô các em. Và khi chương trình Thế Hệ Trẻ trở lại thì Bảo Trân sẽ giới thiệu thêm những video để giúp cho các em học tiếng Việt cũng như là tiếng Anh. Mời quý vị giữ nguyên màn hình.